Audio Jungle. Kính chào tất cả quý vị khán giả ở đây và tất cả đều là fan của Liverpool và World Cup. Mình thấy ở đây fan Liverpool rất là đông, rất là tuyệt vời. Và rất là lâu rồi mình mới có dịp mà đi apply fan như thế này. Mình là fan mà mình đi coi bóng đá, mình buồn lắm. Toàn là coi cà phê nhà một mình thôi à. Nhớ đây mình xem tất cả mọi người ở đây đông vui, fan Liverpool tuyệt vời, mình thấy fan Liverpool rất là tuyệt vời. Ok, mình tới đây mình không chỉ đơn giản chỉ là mình tới biểu diễn mình về. Biểu diễn là mình rất vui, rất là vui với mọi người ở đây thôi. Thật ra là mình đem đến đây một cái thử ra bóng đá đường phố. Ở đây chắc ai cũng biết mình chơi bóng đá đường phố như thế nào đúng không? Ok, mọi người biết game chơi bóng đá đường phố như thế nào không? Ok, mình cần 10 bạn ở đây chơi game bóng đá đường phố với mình nè. Sẽ có những phần quà rất là thú vị dành cho các bạn ạ. Rồi, ai 10 người, ai chơi thì lên đây liền đi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Luật chơi đơn giản thôi. Ai ghi được 3 bàn vào lưới thì trước thì thắng. Nhưng mà có một cái luật rất quan trọng đây, nếu như mà ai đang ghi 2 trái trước mà bị xỏ hán là thua liền luôn, khỏi đá nữa. Đó, bóng đá đường phố này, game này tên là bóng đá Bana ha. Mọi người hiểu luật chứ hả? Thôi, sẵn sàng chưa? Ok. Qua rồi, 1-0 cho T-Style. Vâng. Vâng. Đối thủ tiếp theo đã rơi lệ. Một pha sau kia rất điều nghệ. Qua hải rồi. Mọi người thì bí quyết chiến thắng với 1-1 là cái gì ạ? Xuất sắc của mình, chỉ cần dùng đến cái đồ chai chân thôi. Tuy 1-0, dẫn trước 1-0 nhưng mà cuối cùng anh đã bị sâu kim. Vâng, rất tiếc chưa được. Thấy người ta. Rất tiếc. Đúng như tôi đã cảnh báo. Vâng, T-Sai đã đánh bại đối thủ.
Anh đã bị xong. Đấu này tỷ số bữa nay là không đều. Freestyle đã chiến thắng rồi ạ. Như Cristiano Ronaldo luôn. Wow, điều đầu tiên Ronaldo có một cái hãng khá to. Vâng, mời các bạn VC chúng tôi lên trao quà cho Dạ vâng, xin cảm ơn bình luận viên của chúng ta rất nhiều và cảm ơn thi freestyle rất nhiều. Cảm ơn bạn đã đem đến một môn thể thao đường phố rất là tuyệt vời. Xin phép là mời các bạn cùng di chuyển lên sân khấu để cùng nhận quà từ ban tổ chức và chụp bức ảnh lưu niệm cùng với chương trình trong ngày hôm nay các bạn nhé. Nào, xin mời các bạn ạ. Vâng, các bạn có thể đứng một hàng ngay thẳng số lại để lên khung hình được đẹp mắt nhất ạ. Mời anh đi tặng quà cho bạn. Dạ vâng, phần quà của chúng tôi xin được nói rõ hơn là những chiếc áo sơ mi có in logo Phượng Hoàng của Liverpool rất là đẹp. Sẽ có những màu sắc khác nhau, size khác nhau, có thể tay ngắn, tay dài, chất liệu rất đẹp các bạn ạ. Mình chỉ quảng cáo vậy thôi chứ mình đặt mua 2 tháng không có được giao hàng luôn, vì cháy hàng liên tục luôn. Bạn nào muốn đổi lại size thì một lát nữa sẽ liên hệ cùng với nhân viên ban tổ chức sau các bạn nhé. Mọi người hãy cùng giơ cao áo lên cùng chụp ảnh được không nào? Xin chúc mừng các bạn ạ. Cảm ơn Thi Design rất nhiều và sau đây sẽ là sân khấu diễn đàn của Thọ. Mọi người ơi, biết là thời gian sắp. Alexander.